Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel TV Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái dòng sản phẩm. Nó không phải là một dòng sản phẩm mới, tuy nhiên với những giá trị của nó mang lại thì trong năm 2024 này mình thấy nó là một cái dòng sản phẩm gọi là đáng tiền nhất. Dòng sản phẩm này là gì thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nhé. Không để mọi người chờ lâu nữa, bắt đầu thôi. Ok, dòng sản phẩm hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là dòng JBL KB2000 Series 2. Trong cái series KB2000 G2 này nó sẽ gồm có 3 sản phẩm, đó là KB2010 G2, 2012 G2 và 2015 G2. Thì hôm nay thì mình sẽ có một con sample là 2012 G2 nha mọi người. Với một sản phẩm trong năm 2024 này mà được gọi là đáng tiền thì nó phải đáp ứng được 3 tiêu chí. Thứ nhất là ngoại hình phải đáng tiền. Thứ hai, chất âm phải đáng tiền. Và thứ ba là giá trị, cái giá cả sản phẩm phải phù hợp với những gì nó mang lại. Vậy ngoại hình đáng tiền nghĩa là sao? Mình sẽ không nói về vẻ đẹp của cái loa, vì vẻ đẹp của loa thì mỗi người sẽ là một gu. Có người thích hình thức cái loa kiểu như thế này, có người thích hình thức loa kiểu kia. Vậy thì đáng tiền theo một cái gọi là phía bên ngoài tức là gì? Tức là mình đang nói về độ chỉnh chu về cái thùng của loa, chỉnh chu về cái nước sơn của loa và chỉnh chu về cái mặt lưới và những cái con ốc hay những cái building khác. Vậy thì KB2000 nó có độ chỉnh chu gì? Ok, mình cho mọi người coi liền nha. Đây, mình đang có một thùng KP2000 gọi là 2012 G2 ở đây. Thì thứ nhất, có thể cho mọi người thấy luôn. Đương nhiên là những loa này được vận chuyển bằng tàu về nên nó sẽ có những cái chảy xước. Tuy nhiên, thùng của nó mọi người rất là cứng cáp. Thùng như này á, khi mọi người vận chuyển về á, nó sẽ không bị móp méo. Đến tay mọi người nó như một cái sản phẩm. Nó là một cái sản phẩm cực kỳ mới và nó rất là cứng nha mọi người, kể cả những góc này cực kỳ cứng luôn. Và tại sao nó lại cứng như thế này thì liên quan đến phần cái bìa giấy như thế này. Bìa giấy như này mà muốn cứng như thế á, làm thường là mọi người phải làm hai lớp, mà cái thùng hai lớp kiểu như thế này á rất là mắc giá trị, rất là mắc tiền. Thì nếu mà anh em nào mà làm chuyên làm về thùng loa sẽ hiểu được cái bìa giấy, hoặc là khách hàng nào mà chuyên làm về bìa sẽ hiểu cái bìa giấy như thế này nó sẽ mắc như thế nào. Ngoài ra đây, nó thậm chí nó còn có hai thùng, đó là thùng dạng thùng hai da cho mình. Nó gồm có hai cái thùng. Ngày trước thì loa thường nó sẽ gồm một cái da bên ngoài và một cái vỏ xốp thôi nha. Tuy nhiên với cái dạng như thế thì khi mà di chuyển từ đánh công đến mọi người chuyển bằng container thì thường nó sẽ bị hay bị là móp méo cái thùng. Nhìn cái thùng nhìn nó rất là, nhìn nó như một cái hàng cũ mọi người, dù chắc chắn là hàng đó chưa khui nhưng mà nhìn nó như cái hàng cũ. Mình rất là không thích những cái dòng sản phẩm như thế, cái thùng mà nó bị móp móp và nhìn nó chán lắm. Ok, cái này không có gì, bỏ qua. Đây thì mình cho mọi người coi luôn. Và cái này cũng khá thân thiện môi trường ha, toàn là bằng giấy cả. Đây, đây đây còn có 2000 đây. Để mình bê ra rồi mình chia sẻ cho mọi người về cái nước sơn và những cái ấy bên trong. Hay à. Con này hơi nặng nha mọi người. Không cần. Ok. Rồi. Cái con này thì thật ra mình sẽ không có khui loa nữa nha. Con này bên anh Vũ đã có review chắc cách đây 5 hay 5 rồi nhỉ. Cách đây 5 hay 5 như 1 năm á là đã có review, từ năm ngoái 2023 đã có review con này rồi. À, thì có một cái con này, hàng này nó mới về. Hôm nay thì mình mở lại cho mọi người coi. Ok. Rồi, khá là nặng nha mọi người. Ok. Đây, không sao, con này mình kiểu gì cũng để demo showroom mà. Đây, về mặt ngoại hình. Ok, đẹp xấu không nói nha mọi người. Đẹp xấu cái này sẽ tùy cho cái gu thẩm mỹ của mọi người. Tuy nhiên đối với mình, dòng này nó làm khá chỉnh chu. Là thứ nhất là gì? Cái lưới này nè, mọi người nhìn không? Hoàn toàn không có một con ốc nào luôn. Mình sợ này, hoàn toàn không có, không có gì luôn á. Thật ra cái này tháo không biết tháo sao luôn á, nghe không? Mà mình rất là kỵ những cái dòng sản phẩm mà nó có cái con ốc ở trên này. Nếu mà có ốc trên này á thì nó phải làm ốc sao, chứ mình ghét nhất những dòng sản phẩm nó có cái ốc lồi. Thường mấy dòng sản phẩm mà sản xuất từ Trung Quốc á, con này cũng sản xuất Trung Quốc, tuy nhiên nó sản xuất Trung Quốc nhưng mà lại theo tiêu chuẩn của JBL, nên mọi người thấy không? Cái độ liền lạc của nó này hoàn toàn không có ốc nha, hoàn toàn không có ốc.
đây là cái sự chỉn chu trong việc sản xuất loa. Đó, rất rất chỉn chu nha mọi người. Lưới thì rất là cứng, siêu cứng luôn. Siêu cứng, làm lưới như thế này thì lúc mà đánh mà âm thanh cường độ lớn á, nó sẽ không bị rung. Đó. Còn cái này nữa thì đương nhiên logo này nó có phát sáng nha. Các dòng sau này của JBL logo hầu hết là phát sáng hết. Phát sáng là nhờ nó có cái đường này, này. Nó sẽ có đường điện này này. Đó. Thì mọi người mà tháo ra loa ra là mọi người thấy nha. Rồi, về phía sau. Rồi, họng hơi phía sau. Hầu hết JBL đầu 2, đầu 4 gì mình thấy làm mà giọng dạng KTV á, KP á, nó đều có cái họng hơi phía sau nha. Cái họng hơi phía sau như này để làm gì? Khi mọi người treo loa, mọi người để mà ốp sát vào tường á, mà khoảng cách tường như này thì nó sẽ tạo lên âm bass rất là tốt. Rồi, ok. Rồi, đó là về mặt ngoại hình. Ok, thứ hai là mình sẽ nói về mặt chất âm. Một chất âm đáng tiền tức là sao? Một chất âm đáng tiền tức là cái sản phẩm đó phải đưa ra một cái chất âm mà có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu. Nhu cầu nghe nhạc, nhu cầu karaoke, nhu cầu nghe những nhạc bolero hoặc là nghe những thể loại nhạc sàn, nhạc đánh lớn. Vậy thì dòng KP2000 này có lợi ích lợi gì? Dòng KP2000 này là một dòng sản phẩm thiên bass khá là nhiều. Tiếng low của nó ra rất là dày và mọi người có, và nó là dòng sản phẩm, theo mình nghĩ nó là dòng sản phẩm có khả năng bù low, bù cái bass là tốt nhất trong tầm giá. Với những căn phòng chỉ khoảng phòng khách như tầm khoảng 15-20 mét vuông thì mọi người có thể chơi một cặp KP2010G2 hoàn toàn không cần xài súp. Còn những cặp lớn như thế này thì mọi người có thể chơi những không gian 25 mét vuông không cần xài súp luôn. Nó mà nó bù low rất tốt, đánh tiếng rất là đã. Với những khách hàng nào muốn tiết giảm chi phí, không muốn đầu tư quá nhiều cho một dàn karaoke thì mọi người có thể chọn những dòng sản phẩm này: một cặp loa, một cái đẩy, vang số và micro. Đó là xong một bộ dàn hoàn toàn không hề súp, và con này hỗ trợ rất tốt khi mọi người sử dụng không súp. Và cuối cùng sẽ là về giá. Đương nhiên rồi, giá sản phẩm của dòng KP2000 này thì nó sẽ rơi vào mức tầm trung của một bộ dàn gia đình. Với những bộ dàn mà xài KP2010G2 thì nó chỉ rơi khoảng 40 mấy triệu đến 50 triệu một bộ dàn đầy đủ thương hiệu Hackman. Thứ hai, đến dòng KP2012 nó có thể cao một tí, nó có thể rơi độ khoảng tầm thêm 10 triệu nữa, tầm khoảng 60. Đương nhiên 4 tấc thì nó hơi to so với gia đình, nhưng mà tuy nhiên khách hàng là có nhu cầu thì vẫn có thể sử dụng đến dòng 4 tấc. Tuy nhiên dòng 4 tấc với dòng 3 tấc á, cái độ chênh lệch về chi phí nó khá là thấp. Nên là thường dòng 4 tấc á, mình, nhưng mà tuy bị cái dòng 4 tấc nó bị cái bự quá nên là treo trong không gian trong nhà nó sẽ hơi to, nên là thường mình sẽ lấy cổng 2015 á, cho những không gian nào đủ rộng đủ lớn thì mình mới xài. Chẳng hạn như trong mình, mọi người có một cái phòng karaoke, gọi là một cái phòng karaoke tại gia, thì mọi người có thể cân nhắc sử dụng dòng KP2015G2. Đó. Giá cả thì mình có thể public luôn ở đây là cái con mà 2,5 tấc 2010G2 thì giá đâu đó nó chỉ quanh 20 mấy triệu một cặp loa. 2012 thì 30 mấy triệu, và nhít thêm 1-2 triệu nữa là có một cặp 4 tấc. Một giá thành rất hợp lý cho một dòng full range chính hãng của JBL mà có khả năng bù lâu tốt tại thời điểm hiện tại 2024. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người ba lý do, ba cái đáng tiền nhất của dòng KP2000G2. Sản phẩm này thì luôn có sẵn tại cửa hàng của Yên Vũ để mọi người có thể nghe, đến nghe và trải nghiệm một cách thực tế nhất, bởi vì mình, như mình đã nói trong tất cả clip khác của mình chia sẻ, âm thanh là mọi người phải nghe thực tế thì mọi người mới đưa ra đánh giá được. Nếu mọi người thích video clip này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.